Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3 là ngày phụ nữ vùng lên. Mẹ Hương vẫn tiếp tục đưa các con đi chích ngừa tốt thứ 8. Hôm nay chích là hai cặp sinh đôi. Cặp thứ nhất Giáp Vũ Khôi Nguyên sinh ngày mùng 8 tháng 2 năm 22. Em thứ hai Giáp Vũ Phúc Nguyên cũng sinh ngày mùng 8 tháng 2 năm 22. Cặp thứ hai Giáp Kim Khải sinh ngày 15 tháng 2 năm 21. Em thứ hai Giáp Minh Phúc sinh ngày 15 tháng 2 năm 21. Em thứ năm Giáp Anh Tài sinh ngày 6 tháng 9 năm 23. Hôm nay mẹ Hương cũng làm một cái clip ngắn để báo cáo với mạnh thường quân. Ngày 8 tháng 3 mẹ Hương vẫn tiếp tục đưa các con đi chích ngừa. Xin tất cả những mạnh thường quân và những người theo dõi yêu mến Mái Ấm Hòa Hồng hãy đồng hành ủng hộ giúp đỡ gia đình nhà Hương có kinh phí chích ngừa. Các con chích ở VN tiền chích ngừa rất là nhiều, rất là cao. Sắp tới các con chuẩn bị vào trường học nữa, xin mọi người đồng hành ủng hộ giúp đỡ. Số tài khoản của mẹ cháu là 000 558 2019, ngân hàng Sacombank, chủ tài khoản là Giáp Thị Sông Hương. Xin mọi người chia sẻ và đồng hành giúp đỡ mẹ con mẹ cháu ạ. Nào các con đây, các con chào mọi người đi. Chào mọi người nào, chào mọi người nào. Các con chào mọi người nào. Giơ tay chào. Giơ tay này. Chào mọi người, giơ tay này. Rồi, chào mọi người này. Hôm nay chúng ta đi đâu? Đi chích ngừa. Hôm nay các con đi chích ngừa. Hôm nay có hai con đi làm, em bốn đứa đi đâu? Đi chích ngừa. Con nói mọi người ơi. Hãy đồng hành ủng hộ giúp đỡ các con. Con yêu mọi người. Nào tập trung vào đây. Con yêu mọi người rất nhiều. Con yêu mẹ Hương. Cảm ơn mọi người.